Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 2, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh tổ chức gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Cửu, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh hiện có trên 900 cán bộ hội viên sinh hoạt tại 11 tổ bộ môn và 26 tổ hưu trí cơ sở. Năm 2023, câu lạc bộ đã chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tổ chức các hoạt động về thơ ca văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của hội viên. Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến toàn thể hội viên câu lạc bộ và các gia đình hội viên, đồng thời thông tin về những thành tựu kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh trong năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, với những quyết tâm nỗ lực cao, ta đạt 16 trên 20 chỉ tiêu và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổng kết 10 sự kiện quan trọng của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chọn ra 20 chỉ tiêu để lãnh đạo chỉ đạo các cấp bộ đảng để thực hiện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ 7. Đây cũng năm 24 cũng là năm nước rút để chúng ta phấn đấu hoàn thành với quyết tâm cao để hoàn thành nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ 17 và chuẩn bị thành lập các tiểu ban và xây dựng sơ bộ đề cương cho văn kiện đại hội đảng bộ các cấp của nhiệm kỳ 25-30. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các cán bộ hội viên luôn mạnh khỏe, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế của tỉnh, góp phần hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ và 4 đột phá chiến lược trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.